Trung Quốc đang là thị trường tiêu thụ sầu riêng nhiều nhất thế giới. Do dịch COVID-19 nên trong năm vừa qua, Thái Lan đã mất đi vị thế là nhà cung cấp sầu riêng lớn nhất của Trung Quốc. Và để bù đắp cho nguồn cung thiếu hụt này, Trung Quốc đang tăng cường thu mua sầu riêng ngoài Thái Lan. Trong năm 2020, xuất khẩu sầu riêng của Thái Lan sang Trung Quốc sụt giảm gần 5% so với năm 2019, đạt 576.000 tấn, trị giá 2,51 tỷ đô la Mỹ. Do nguồn cung lớn là Thái Lan sụt giảm, nên giá sầu riêng thu mua tại thị trường Trung Quốc bắt đầu tăng 15% kể từ đầu năm 2021 tới nay. Cùng lúc, quốc gia này cũng tăng cường tìm nguồn cung sầu riêng từ các quốc gia ngoài Thái Lan, trong đó có Việt Nam. Hiện Việt Nam cũng đã gửi Trung Quốc hồ sơ hoàn chỉnh để chuẩn bị các điều kiện xuất khẩu sầu riêng chính ngạch sang thị trường này. Ghi nhận giá lợn hơi hôm nay 22 tháng 3 tại hai miền Bắc Nam có biến động nhẹ. Hiện giá lợn hơi cả nước được thu mua trong khoảng từ 70.000 đến 77.000 đồng một kg. Tại miền Bắc, giá lợn hơi đồng loạt tăng thêm 1.000 đồng một kg, lên mức 75.000 đồng một kg. Tuy nhiên, riêng tỉnh Phú Thọ, giá lợn hơi lại giảm 1.000 đồng một kg, xuống mức 74.000 đồng một kg. Tại miền Trung, Tây Nguyên, giá lợn hơi dao động trong khoảng từ 70 tới 75.000 đồng một kg. Mức giá lợn hơi thấp nhất là 70.000 đồng một kg được ghi nhận tại tỉnh Bình Định, trong khi mức giá cao nhất 75.000 đồng một kg là tại tỉnh Lâm Đồng, Bình Thuận. Trong khi đó, tại miền Nam, cụ thể là tại tỉnh An Giang, giá lợn hơi hôm nay giảm nhẹ 1.000 đồng một kg, xuống còn 76.000 đồng một kg. Cùng lúc, giá lợn hơi tại Bến Tre và Kiên Giang đồng loạt đạt mức cao nhất cả nước là 77.000 đồng một kg. Theo Bộ Nông nghiệp Mỹ, nhập khẩu quả xoài các loại của Mỹ cho năm 2020 đạt gần 723.000 tấn. Giá nhập khẩu bình quân xoài các loại của Mỹ đạt 1.260 đô la Mỹ một tấn. Đây là cơ hội cho xoài Việt Nam khi thời gian gần đây xuất khẩu xoài của Việt Nam sang Mỹ đã tăng đáng kể. Trong năm qua, lượng và trị giá nhập khẩu xoài Việt Nam vào Mỹ tăng rất mạnh, đạt 2,1 ngàn tấn, trị giá 4,61 triệu đô la Mỹ. Giá nhập khẩu bình quân xoài Việt Nam vào Mỹ ở mức cao, đạt 2,2 đô la Mỹ trên 1 kg, tăng 2,5% so với năm 2019, cao hơn nhiều so với giá bình quân xoài nhập khẩu vào Mỹ năm 2020 là 1,26 đô la Mỹ trên 1 tấn. Tuy nhiên, tỷ trọng của xoài Việt Nam nhập khẩu vào Mỹ vẫn còn thấp, chỉ chiếm 0,3% tổng lượng xoài nhập khẩu của nước này. Vì vậy, Việt Nam hiện mới chỉ đứng thứ 14 trong những thị trường. Mỹ hiện là một trong những thị trường nhập khẩu nhiều xoài nhất thế giới, trong đó thì Việt Nam đứng thứ 14 trong số những nước xuất khẩu xoài sang quốc gia này. Năm 2020, Việt Nam xuất khẩu 2.100 tấn xoài sang thị trường Mỹ với trị giá là 4,61 triệu đô la Mỹ, tăng 66% về lượng và 70,1% về giá trị so với năm 2019. Vậy năm 2021 này tiềm năng xuất khẩu xoài sang thị trường Mỹ ra sao? Chúng tôi kết nối với ông Nguyễn Ngọc Dũng là giám đốc hợp tác xã Ngọc Lan, xã Hát Lót, huyện Mai Sơn, tỉnh Sơn La. Xin chào ông. Thưa ông, năm 2020, hợp tác xã Ngọc Lan đã xuất khẩu 100 tấn xoài sang Mỹ. Vậy sản lượng dự kiến của năm nay thế nào ạ? Đến thời điểm hiện tại bây giờ, xoài chúng tôi chăm sóc là bây giờ là đậu quả hiện tại là cái quả lứa đầu nó đã to được khoảng tầm 1 lạng rồi, thì dự kiến là trong vòng tháng 5 là chúng tôi là bắt đầu là thu hái và xuất khẩu. Thì cái sản lượng năm nay thì cũng tương đối cao so với năm ngoái, thì sản lượng nó sẽ tăng khoảng 1,5 lần. Nhưng mà cái sản lượng mà đạt tiêu chuẩn để xuất khẩu đi Mỹ được ấy, thì dự kiến là khoảng 1.000 tấn. Tôi sẽ cố gắng là sẽ xuất 1.000 tấn sang Mỹ trong năm 2021 này. Vâng, hiện Mỹ đang nhập khẩu của Việt Nam sản phẩm xoài đông lạnh và xoài tươi. Vậy tại hợp tác xã của ông đã xuất khẩu theo hình thức nào và ưu nhược điểm của hình thức này thế nào ạ? Với cái sản lượng là khoảng 100 tấn thì chúng tôi xuất với cái hình thức là xuất quả tươi, thì cái việc xuất cái quả tươi thì nó cũng gặp rất là nhiều cái khó khăn. Cái thứ nhất là nó đòi hỏi là mình phải thu hái làm sao trong một ngày là mình phải đảm bảo được cái số lượng theo đơn hàng, chứ không thể để đến ngày hôm sau mà nó ảnh hưởng đến cái chất lượng sản phẩm. Mà nếu như mà mình mà xuất khẩu với cái hình thức là đông lạnh thì nó cũng lại gặp một cái vướng mắc là hợp tác xã cũng chưa xây dựng được cái kho bảo quản, kho lạnh để đảm bảo được cái chất lượng sản phẩm đến khi mình xuất hàng. Vậy ông nhận định thế nào về tiềm năng xuất khẩu xoài của Việt Nam sang Mỹ trong năm nay ạ? Theo như cái quan điểm của tôi là
Cái thứ nhất, người trồng xoài ở hợp tác xã nói riêng về tỉnh thì đến năm 2021 này thì cơ bản là người nông dân là đã có một cái trình độ thâm canh canh tác rất là tốt, luôn đảm bảo chất lượng xuất khẩu đối với thị trường Mỹ là có khó tính. Mà căn cứ theo cái chuyến xuất khẩu năm 2020 thì chúng ta thấy là người dân Mỹ cũng như là Việt kiều, người Việt Nam bên Mỹ đón nhận sản phẩm xoài của Sơn La rất là tốt. Tôi hy vọng là cái việc xuất khẩu xoài sang Mỹ năm 2021 này sẽ có tiềm năng rất là lớn. Còn với cái sản lượng là 1.000 tấn sản phẩm đủ điều kiện, đủ tiêu chuẩn để xuất khẩu, chúng tôi khẳng định là đảm bảo được đơn vị xuất khẩu. Xin cảm ơn ông. Thưa quý vị, ngành lúa gạo Campuchia đang gặp nhiều khó khăn. Bên cạnh thời tiết khắc nghiệt ảnh hưởng đến hoạt động trồng trọt của nông dân, sự thay đổi của thị trường cũng đã tác động đến thị trường xuất khẩu của gạo Campuchia. Bộ Nông nghiệp, Lâm nghiệp và Thủy sản Campuchia cho biết, do ảnh hưởng của thời tiết mà sản lượng lúa thu hoạch trong mùa khô năm nay sẽ thấp hơn so với cùng kỳ năm ngoái. Nông dân chỉ có thể gieo trồng một vụ lúa trong mùa khô hiện tại. Thông thường, mùa khô này sẽ kéo dài đến tháng 4. 45.000 hecta trồng lúa tại Campuchia đã bị hư hại trong đợt hạn hán tháng 12 năm ngoái. Tuy nhiên, chính phủ chỉ có thể hỗ trợ tài chính cho một nửa số nông dân bị ảnh hưởng. Mặc dù năm ngoái, tổng khối lượng gạo xuất khẩu của Campuchia chỉ giảm chưa đến 1%, chủ yếu nhờ xuất khẩu sang Trung Quốc tăng. Thế nhưng, kim ngạch xuất khẩu lại giảm 4,3% xuống còn 501 triệu đô la Mỹ. Các lô gạo Campuchia xuất khẩu sang châu Âu đã giảm hơn 30% từ gần 300.000 tấn năm 2018 xuống còn khoảng 200.000 tấn. Trước đó, EU là thị trường xuất khẩu gạo lớn nhất của Campuchia. Tháng 12 năm ngoái, Liên đoàn Lúa gạo Campuchia đã kêu gọi Ngân hàng Phát triển Nông thôn cho vay khẩn cấp 200 triệu đô la Mỹ để các nhà máy xay sát có nguồn vốn nhằm tiếp tục thu mua lúa từ nông dân. Hiện giá lúa Campuchia chỉ bằng một nửa so với giá năm 2018. Bộ Nông nghiệp Trung Quốc vừa công bố báo cáo cho biết tổng đàn lợn nái của quốc gia này đã tăng nhẹ trong tháng 1 và tháng 2 năm nay. Mức tăng lần lượt là 34,1% trong tháng 1 và 11% trong tháng 2 so với cùng kỳ năm ngoái. Giới chức Trung Quốc cho biết đàn lợn nái của nước này gần như đã tăng trở lại vào cuối năm 2020. Tuy nhiên, các trường hợp bùng phát dịch tả lợn châu Phi mới vào đầu năm nay đã trì hoãn tốc độ phục hồi như dự kiến. Tính đến cuối tháng 2, tổng đàn lợn nái của Trung Quốc đã được khôi phục 95% như mức cuối năm 2017, trong khi số đầu lợn trung bình trên cả nước là hơn 400 triệu con. Giới chức nông nghiệp Trung Quốc đã quản lý chặt chẽ hoạt động chăn nuôi lợn nái sau khi hàng loạt trường hợp nhiễm bệnh tả lợn châu Phi được ghi nhận trong mùa đông vừa qua. Trung Quốc chiếm tới một nửa đàn lợn của thế giới, tuy nhiên hàng triệu con đã chết hoặc bị tiêu hủy do dịch tả lợn châu Phi.